Thưa quý vị, máy bay, tàu ngầm, tàu vũ trụ, khinh khí cầu, đó là những loại phương tiện mà thời hiện đại ngày nay chúng ta đã thấy quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng ở thế kỷ thứ 18, những cỗ máy đó vẫn còn vô cùng xa lạ đối với con người, thậm chí là còn chưa được phát minh. Nhưng ở thời đó, người ta vẫn có thể du hành vũ trụ, khám phá đại dương bằng những cỗ máy như thế, thông qua những cuốn tiểu thuyết đi trước thời đại của Jules Verne, cha đẻ của khoa học viễn tưởng. Với tính khoa học chân thực, những tính toán chính xác của ông đã giúp cho các tác phẩm như Hai vạn dặm dưới đáy biển hay Vòng quanh thế giới trong 80 ngày, sau gần hai thế kỷ, vẫn còn nguyên giá trị. Sinh ngày 8 tháng 2 năm 1828 tại thành phố Nantes của Pháp, Jules Verne định trở thành một luật sư giống như cha ông, nhưng trong suốt thời thơ ấu, ông bị cuốn hút vào những câu chuyện phiêu lưu của các thủy thủ và đam mê nghề viết. Bước vào giới viết văn, ông ra mắt khi kết hợp với hai tiểu thuyết gia nổi tiếng của Pháp là Alexandre Dumas và Victor Hugo, và định hướng trở thành một tiểu thuyết gia phổ biến tri thức khoa học. Jules Verne viết nhiều thể loại và xuất bản 54 cuốn tiểu thuyết. Ông viết ở thời điểm những năm 1860-70, khi người châu Âu vẫn đang khám phá những khu vực mới trên toàn cầu. Từ cảm hứng đó, ông đã đưa độc giả đi khắp các châu lục, xuyên qua trái đất, thám hiểm đại dương, và thậm chí là bay vào không gian. Ông đã dự liệu được rất nhiều thứ mà trong tương lai xa, loài người mới có đủ khả năng và điều kiện kỹ thuật để vươn tới được. Một cây cột lửa từ một đại bác khổng lồ xuất phát ra bắn vọt lên trời. Mặt đất rung chuyển một cách vô cùng dữ dội khi trái đạn bắn vọt nhanh lên cao giữa đám khói lửa mù mịt và sáng rực. Mô tả được viết trong tác phẩm Từ Trái Đất Đến Mặt Trăng vào năm 1865, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh tàu vũ trụ bay ra khỏi bệ phóng, dù ý tưởng sáng chế chiếc tàu vũ trụ đầu tiên mãi một thế kỷ sau mới ra đời. Ông cũng viết rằng chiếc tàu vũ trụ sẽ đạt tốc độ là 40.000 km/h. Trên thực tế, hơn 100 năm sau, năm 1969, con người đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng sau chuyến bay trên tàu vũ trụ Apollo với tốc độ tương đương. Nhiều lời đồn đoán về ông, nhưng trên thực tế, tất cả những dự đoán trong truyện không phải là tiên tri, mà đó là những kiến thức ngoại suy mà ông đúc rút được từ tiến bộ khoa học của thời đại. Là một tiểu thuyết gia thường xuyên trau dồi kiến thức, ông đọc tất cả các loại báo và tạp chí chuyên ngành để tâm tới mọi sáng chế hay ý tưởng mới, và ông soạn ra các phiếu kỹ thuật. Khi ông viết một tiểu thuyết, mạch truyện chính vẫn luôn là những cuộc phiêu lưu, rồi ông mới đan xen vào đó những thông tin khoa học và kỹ thuật. Ông là người sáng chế ra một kiểu phổ biến khoa học mới. Có đến hơn 25.000 phiếu ghi kỹ thuật được tìm thấy trong phòng ông. Trong đó có ý tưởng về con tàu vũ trụ được ông tính toán dựa trên phép tính về đường đạn đạo. Ngày 24 tháng 3 năm 1905, Jules Verne mất đi, để lại cho hậu thế một di sản vô cùng giá trị. Các bản ghi chép của Jules Verne được lưu trữ đầy đủ trong bảo tàng và nhiều người vẫn thường xuyên lui tới để nghiên cứu. Những bản viết tay này chứa đựng rất nhiều thông tin giá trị cả về khoa học, văn học và lịch sử. Nhiều người thích nghiên cứu về ông và đồng thời tìm hiểu những dự báo nền khoa học trong tương lai. Trải qua hàng trăm năm, những tác phẩm của Jules Verne vẫn lan tỏa trên khắp thế giới. Các tác phẩm của ông xuất hiện trong thế giới xung quanh chúng ta và ảnh hưởng lớn tới văn hóa đại chúng. Rất nhiều nhân vật thậm chí đã vượt ra khỏi tiểu thuyết và trở thành những biểu tượng văn hóa và là nguồn cảm hứng bất tận cho hậu thế.